Rồi, chúng ta bắt đầu ha. Như vậy thì hôm trước thì chúng ta đã nói xong đến phần kết cấu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp theo phần kiến trúc ha. Và phạm vi chúng ta thì chúng ta chỉ làm hai phần việc là kiến trúc với kết cấu thôi ha. Còn điện nước và phòng cháy chữa cháy và chống xét thì chúng ta không chưa đủ thời gian để chúng ta làm. Và chúng ta nếu như chúng ta làm thì chúng ta tương tự như vậy thôi. Thì mai mốt khi các bạn làm ấy thì phần điện và nước thì sẽ có bên điện bên nước họ sẽ bóc khối lượng cho các bạn và các bạn có thể nhập vào dự toán thôi, chứ các bạn hầu như sẽ không bóc phần điện nước ha. Đúng không ạ? Còn ví dụ như mình thi công thì lúc mình ra công trường mình thi công rồi thì mình sẽ biết được là với cái bản vẽ này thì cần khối lượng vật tư bao nhiêu, thì chúng ta sẽ dựa vào cái quá trình thi công để chúng ta rút ra được cái khối lượng của cái bản vẽ. Đúng không ạ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung tiếp theo. Rồi, như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào nội dung tiếp theo ha. Như hôm trước, phần hôm trước thì các bạn có vướng mắc gì không? Phần hôm trước thì khi chúng ta về chúng ta làm các cái phần bê tông cốt thép ván khuôn này nó có vướng mắc gì không các bạn? Đó, chúng ta cứ theo tuần tự chúng ta làm thôi ha. Nó hơi dài dòng một tí thì chúng ta cứ từ từ chúng ta làm từng hạng mục thì nó xong thôi. Đó. Có vướng mắc gì không các bạn? Chỗ móng mà hai tính thép khó quá cô ơi. Có gì đâu thì mình cứ chia ra từng phần thôi. Móng mà hai mình tính trung bình ha, nghe chưa, cái phần nào nó phát vát thì mình tính trung bình nha. Móng mà hai, mà hai hay mà hai phẩy đây, móng hay mà hai thì mình tính trung bình các bạn ha, nghe chưa. Cái cây mà chạy dọc như thế này thì chúng ta tính số cây từ đây đến đây, đoạn này chúng ta tính bình thường được đúng không, còn đoạn này thì mình tính trung bình, mình vẫn tính số cây bình thường đúng không, nhưng chiều dài thì mình tính chiều dài bằng là gì, cái thanh đầu này cộng thanh cuối này chia hai được không, chứ không có tính từng cây được không Doanh, được chưa. Như vậy ở trường hợp này ví dụ như cái cây này của chúng ta thì chúng ta sẽ tính từ đây đến đây chúng ta tính số cây bình thường và chiều dài bình thường, còn từ đây đến đây chúng ta vẫn tính số cây bình thường, còn chiều dài thì chúng ta sẽ tính chiều dài của thanh này ở đầu này đúng không, và chúng ta tính cái thanh ngắn nhất ở chỗ này, chúng ta lấy chiều dài của hai thanh đó cộng lại chia hai là ra những chiều dài của những cái thanh ở đoạn vát này, vậy thôi ha. Được chưa, tương tự như thế thì thanh này chúng ta tính thẳng bình thường đúng không ạ, còn cái đoạn vát này thì chúng ta lại lấy chiều dài của thanh này và cái chiều dài thanh ngắn ở chỗ này chúng ta cộng lại chia hai, được chưa, chúng ta ra chiều dài của thanh đó, ta chính cho mình như vậy chứ không phải đi tính từng thanh nha. Ok, tương tự như vậy ví dụ như móng M2 phẩy thì chúng ta cứ tính bình thường, chỗ nào vát thì chúng ta tính trung bình thôi, được nha. Đây, từ đây đến đây chúng ta tính nó là thanh ngắn, từ đây đến đây chúng ta tính nó là thanh dài, còn cái đoạn xéo xéo này chúng ta lấy thanh ngắn cộng thanh dài chia hai rồi ra chiều dài của nó, vậy thôi. Ôi, còn gì nữa không các bạn, bài hôm trước có còn vướng mắc gì nữa không? Alo, không vướng mắc gì à? Ok, không vướng mắc gì thì hôm nay chúng ta sẽ đi tới phần tiếp theo ha. Ủa Đào Tâm Nghĩa, cô giao bài trên Zalo rồi mà. À, Tâm Nghĩa chưa hiểu hả? Các bạn có hiểu cái bài cuối kỳ cô giao trên Zalo không? Dạ vẫn chưa hiểu. Các bạn bắt cái bản vẽ mà cô giao cho các bạn nè, được không, theo cái kích thước, theo kích thước các trục là theo số thứ tự của mình trên Excel, cô gửi cho một cái file đó. Tâm Nghĩa đã đào cái file đó về chưa, thấy cái file Excel chưa, trong cái file sẽ là theo số thứ tự mỗi người sẽ có cái kích thước từng trục này khác nhau, 1 1 1 2
2, 3 và 3, 4 và AB và BC, kích thước này sẽ là khác nhau. Các bạn dùng bản vẽ này và các bạn đặt kích thước đó vào để các bạn bóc khối lượng, đúng không ạ? Và nó có cả chiều cao. Ồ, chiều cao mặt đất tự nhiên. Được chưa? Thì các bạn đặt nó vào để bóc khối lượng ha. Bóc khối lượng xong thì các bạn lập dự toán trên cái khối lượng đó. Đúng không ạ? Các bạn lập dự toán toàn bộ các cái bảng này dựa trên cái khối lượng đó. Được chưa? Cô sẽ hỗ trợ các bạn là cô sẽ cung cấp cho các bạn cái định mức cho các bạn để các bạn nhập vào bảng phân tích vật tư này. Nội dung công việc thì tới hôm nay nữa mới đủ. Nội dung công việc thì nó bao gồm phần kiến trúc và phần kết cấu. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn phần kiến trúc này. Đúng không ạ? Ủa, bản công tác gì gửi? Bản công tác cô đã giảng ở trên lớp thôi chứ có gửi đâu. Cô không gửi bản công tác đâu ha. Cô đã giảng ở trên lớp rồi. Ok, bài giữa kỳ còn nhiều người chưa làm được. Ừ rồi, cái đó để cô sẽ cho lại để cho bài giữa kỳ. Bài giữa kỳ thì cô chưa cho thật, nhưng mà để cuối kỳ là cô cho rồi đấy. Được chưa? Mình làm thôi, cô cho các bạn không làm bản đơn giá chi tiết ha. Được không ạ? Các bạn không làm giá dự thầu, các bạn làm tới dự toán cho cô thôi. Có nghĩa là các bạn làm bản dự toán nè, bản phân tích vật tư nè, tổng hợp vật tư này, tổng hợp kinh phí nè. Và cuối cùng là bản tổng hợp dự toán xây dựng công trình. Được chưa? Làm cái bản đơn giá chi tiết nữa thì nó, tại vì cũng khá là nhiều hạng mục, nó tới 60 mấy hạng mục đó. Các bạn làm đơn giá chi tiết nữa thì rất là cực, cho nên cô bỏ cho các bạn cái bản đơn giá chi tiết và đơn giá dự thầu. Đúng không ạ? Các bạn làm tới đây, dự toán, phân tích vật tư, tổng hợp vật tư, tổng hợp kinh phí và bản cuối cùng là bản tổng hợp dự toán xây dựng công trình. Ok, rõ chưa các bạn? Còn gì nữa không? Rồi ha, như vậy rõ nhiệm vụ rồi. Hai tuần là tính từ buổi sau nữa hả cô? Sao mình biết liệt kê hết công tác vậy cô? Sao mình biết để liệt kê hết công tác thì chúng ta phải dựa vào quy trình thi công thôi ha. Chúng ta phải hình dung quá trình thi công thôi. Được không ạ? Và ví dụ như bạn làm dự toán, ví dụ như các bạn đang học ở đây thì cô đưa công tác ra cho các bạn. Được không ạ? Thì theo trình tự thi công thì cô hướng dẫn các bạn. Còn ví dụ như giữa với những công trình khác mà bạn tự làm ấy, thì thường là chúng ta phải đi tìm một cái dự toán tương tự như vậy. Được không ạ? Để chúng ta hình dung được công tác chúng ta làm. Được không ạ? Đấy. Thì làm dự toán thì chỉ có vậy thôi, chúng ta rút ra được từ kinh nghiệm thôi, từ quá trình thi công và từ kinh nghiệm thôi, chứ không cách cách nào khác hết ha. Ok, 2 tuần là tính từ, ok, tính từ buổi sau đi. Đáng lý hôm nay là buổi cuối thật đó, còn buổi sau là buổi dạy thêm thôi, đúng không? Nhưng mà thôi, thì cô tính từ buổi sau, có nghĩa là sẽ là 3 tuần tính từ hôm nay ha. Ok. Coi thử có đủ ngày không nhé, tại vì cô phải nộp điểm nữa đó. 1 tuần, 2 tuần. 3 tuần. Ok, còn tuần để cô chấm. Rồi. Rồi, như vậy là 3 tuần tính từ hôm nay ha. Là 2 tuần tính từ buổi sau. Được chưa các bạn? Nhưng mà tốt hết là làm đi, làm tuần tự đến buổi sau cô hướng dẫn đến phần cuối này. Thì các bạn làm tiếp cho các bạn làm đi thì đến lúc mà cô hướng dẫn thì nó mới ra được, được không ạ? Còn các bạn không làm thì đến lúc cô hướng dẫn tuần sau cô hướng dẫn thêm thì các bạn lại không biết để mà chạy. Không biết để mà ra được kết quả nha. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo với những công tác của chúng ta ha. Tiếp theo, như vậy hôm trước là chúng ta tới phần kết cấu. Cột dầm sàn rồi đúng không? Như vậy thì chúng ta còn phần kết cấu, chúng ta còn phần nào nữa? Hôm trước là chúng ta có cốt thép sàn mái.
Thế thì hôm nay chúng ta sẽ có thêm một số công tác của kết cấu mà hôm trước cô chừa lại, mà nó nhiều quá các bạn rối cho nên cô chừa lại. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ có những công tác gì nữa, đúng không ạ? Ví dụ như cột dầm sàn xong rồi thì chúng ta sẽ có cầu thang, được chưa? Chúng ta sẽ có cầu thang, và các bạn hình dung thì ví dụ như công trình của chúng ta thì cái cầu thang nó đổ rời ra như vậy, khối lượng bê tông rất là ít, cho nên là chúng ta sẽ làm bằng bê tông trộn tại chỗ ha. Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn đổ bằng thủ công, được chưa? Như vậy thì ở chỗ này các bạn sẽ tính khối lượng bê tông cầu thang vào đây. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là kẹp cốt thép của cầu thang. Tương tự như vậy thì các bạn cũng tính cốt thép của cầu thang giống như cốt thép sàn. Và cốt thép của cầu thang thì các bạn lưu ý là gì? Coi thử là bản vẽ nó có vẻ đủ hay không. Nếu không đủ thì chúng ta còn phải có thép cấu tạo giống như thép sàn ha. Đây, như vậy thì gì? Đây nó vẽ, ví dụ chỗ này có này. Chỗ này là thép mũ bên trên đúng không? Thép mũ bên trên ở đây. Và thép mũ này thì có thép cấu tạo này, thép vuông góc với nó này, được không ạ? Còn ví dụ như cây này, phi 10 A200, nó vẽ, nó chỉ vẽ thế này thôi, không vẽ thép vuông góc với nó, thì các bạn vẫn phải có thép cấu tạo vuông góc với nó nha, được không ạ? Và thép cấu tạo vuông góc với nó thì gì? Nếu bản vẽ không vẽ thì các bạn cứ lấy phi 6 bước 200 là được, được chưa? Rồi, như vậy thì chúng ta có là gì? Hạng mục tiếp theo đó là bê tông cầu thang, cốt thép cầu thang và vuông ván khuôn cầu thang. Đúng không ạ? Và lưu ý các cái đơn vị ván khuôn, các bạn lưu ý ha, đơn vị ván khuôn là 100 mét vuông, thép là tấn, được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có các cái hạng mục AG của chúng ta. Đúng không ạ? AG là cái gì đây? Hôm trước cô nói rồi, các bạn còn nhớ không? Mấy kích thước móng, mấy kích thước ngoài, các trục vẫn giữ nguyên hả cô? Đúng rồi, cái nào cô thay đổi thì các bạn thay đổi thôi. Còn cái nào các cô không thay đổi thì các bạn vẫn giữ nguyên vậy thôi. Đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ có là gì? Ba cái công tác AG này hôm trước cô dặn các bạn rồi ha. AG là cái gì vậy? Đây là AF, còn đây là AG. AG là đúc sẵn, đúng rồi, đúng không ạ? Như vậy AG chúng ta sẽ có là gì? Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, đúng không ạ? Bê tông lanh tô tấm đàn mái hắc. Như vậy là đây là những cái tên của những công tác mà khi các bạn tra trong định mức ra thì nó đầy đủ tên như thế này. Khi các bạn tra trong định mức ra nó đầy đủ tên như thế này. Thế thì chúng ta sẽ, khi chúng ta làm, chúng ta có thể sửa bớt đi để giảm cái dài dòng của cái này. Như vậy ở đây chúng ta có sản xuất cấu kiện bê tông đốt sẵn. Bê tông tấm đan, mình không có làm tấm đan, mình làm máy hắc thôi đúng không? Mình sửa tại máy hắc. Ủa không có máy hắc, có lanh tô thôi. Được chưa? Đốt sẵn là lanh tô. Được chưa? Bằng đá 1-2 vữa bê tông mắc 200. Chẳng hạn như vậy. Được chưa? Chúng ta sẽ sửa lại cho nó gọn gàng. Tương tự như vậy, chúng ta có sản xuất cấu kiện bê tông. Đây là nó nói sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, nhưng mà chỉ phần bê tông thôi các bạn. Đúng không ạ? Trong định mức của nó chỉ mới có phần bê tông thôi, chưa có thép, chưa có ván khuôn. Vậy thì chúng ta có thêm hạng mục thứ hai là hạng mục cốt thép. Gia công, công tác gia công lắp đặt cốt thép, bê tông đúc sẵn, cốt thép gì đây? Cột cặp xà dầm dăng. Như vậy là gì? Nó không có cái hạng mục là cốt thép cho lanh tô. Cho nên là vì cái lanh tô nó nằm ngang thì nó giống như là cái cọc hoặc là cái xà dầm, đúng không? Cho nên là cô mượn cái công tác này để cô đặt vào ha. Và tương tự như vậy, mai mốt khi các bạn làm, khi các bạn tra định mức thì chúng ta cũng sẽ tra những cái công tác, có một số công tác nó không hoàn toàn có chính xác nó thì chúng ta sẽ mượn công tác khác để chúng ta tra, được chưa? Như vậy ở đây là gì? Định mức nó chỉ có công tác này thôi, nó không có công tác là cốt thép lanh tô đúc sẵn. Vậy thì chúng ta sẽ mượn công tác này và chúng ta sửa tên nó lại, được không ạ? Đốt sẵn, cốt thép, bê tông đốt sẵn, lanh tô, đúng không ạ? Đường kính ý hoặc là hai chấm được.
Lanto đường kính phi nhỏ hơn 18. Vậy thì cái phi này đáng lý ra là các bạn sẽ có Lanto, các bạn sẽ làm nó có thanh thép chủ và thanh thép đai đúng không? À, nhưng mà ở đây thì Lanto nó nhỏ quá cho nên là mình lấy một công tác thôi, đúng không? Khỏi phải chia ra làm hai là phi nhỏ hơn bằng 18 hoặc là phi lớn hơn bằng 18, phi nhỏ hơn bằng 10 nữa. Đúng không? Chúng ta gom chung nó vô một chỗ cũng được. Đấy, những cái nào mà khối lượng nó lớn lớn các bạn chia ra, những cái nào nhỏ nhỏ các bạn có thể gom chung lại một chỗ. Tiếp theo đó là gì? À, cái này là bê tông cốt thép thì chúng ta có một công tác đi kèm nữa là ván khuôn. Thấy chưa? À, ván khuôn của gia công, tháo dỡ ván khuôn, ván khuôn ổ ván, ván khuôn cột gì đó, tóm lại các bạn sẽ sửa nó thành gì? Công tác gia công lắp dựng tháo dỡ ván khuôn, ván khuôn lăn tô, ván khuôn lăn tô. Đó. Như vậy là đó là các cái công tác của chúng ta, được chưa? À, các bạn có nhập kịp không? Alo, các bạn có nhập kịp không? Các bạn có nghe cô nói không? Dạ từ từ cô ơi. Nghe nói mà nhập không kịp cô ơi. Ok thôi để cô gửi cái bản này qua cho các bạn để các bạn nhập sửa lên cái bản này luôn cho nó nhanh ha. Rồi cô gửi lên rồi đấy. Các bạn đào về đi, giờ chúng ta sửa cho nó nhanh. Các bạn nhập nhiều khi là nhập Excel, nhập Word nó cũng hơi chậm, đúng không? Alo, các bạn lấy được file về chưa? Ok, lấy file về rồi ha. Thì bây giờ chúng ta theo dõi nhanh hơn ha. Như vậy chỗ nào? Các bạn lưu ý là mai mốt á, khi các bạn dùng, tại vì sao cô vẫn muốn các bạn làm trên Excel và các thầy cô đã thống nhất là để các bạn làm trên Excel để các bạn nắm rõ vấn đề. Thế thì mai mốt là khi các bạn tra mã hiệu định mức thì nó ra cái tên công tác nó đầy đủ như thế này, thì lúc đó chúng ta phải biết điều chỉnh nó theo cái công tác của mình mong muốn, thấy chưa? Vậy thì cô nói lại chỗ này ha. Như vậy bây giờ các bạn sửa theo cô luôn ha. Như vậy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn và bê tông lăn tô, đúng không ạ? Cái nào không có mình bỏ đi cho nó đơn ngắn gọn, thấy chưa? Đấy, công tác lắp đặt cốt thép, cấu kiện bê tông cốt thép. Đó, chỗ này mình sửa lại là cốt thép lăn tô. Yeah. Được chưa các bạn? Tương tự như vậy, chỗ này chúng ta làm gì? Ván khuôn, gỗ, lăn tô. Đó. Như vậy là gì? Chúng ta làm hạng mục gì thì chúng ta sẽ sửa lại như vậy ha. Được chưa các bạn? Và hôm trước thì gì? Bê tông cầu thang thì các bạn bóc theo bản vẽ cầu thang ha.
Lăn tô hôm trước cô đã cho các bạn thống nhất là gì? Chiều dày của lăn tô, bề rộng của lăn tô á sẽ bằng là gì? Bằng chiều dày tường ha. Được không? Nếu như tường 10 thì nó là 100, tường 20 thì nó là 200, được chưa? Rồi bề dài, bề dài của lăn tô thì nó rộng hơn bề dài của cái cửa là bao nhiêu? Hôm bữa trước cô cho là 150 hay là 200? Bữa trước cô cho, cô thống nhất với các bạn là 150 200. 200 đi ha. Rồi cho 200, nó rộng hơn cái cửa mỗi bên 200. Ok. Rồi như vậy là các bạn tính được không ạ? Bạn còn tính được phần bê tông. Ván khuôn thì các bạn tính dựa vào phần bê tông này các bạn tính, đúng không ạ? Cốt thép thì các bạn tính, các bạn có thể tính theo số kg thép trên mét khối bê tông cũng được, đúng không ạ? Các bạn tính cỡ tầm 90 kg thép trên mét khối bê tông cũng được, 90 đến 120 cỡ đó, được chưa? Rồi như vậy là phần này chúng ta tính rồi ha. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần kiến trúc. Phần kiến trúc thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần nào? Thường thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần xây tường. À, nhưng mà ở đây thì chúng ta còn một cái phần nữa là nó liên quan đến phần móng của chúng ta, nền móng, nền đất của chúng ta. Vậy thì hôm trước các bạn đã nhận cái bảng Excel của cô chưa? Và các bạn có biết là cao độ tự nhiên, nền đất tự nhiên của mình là như thế nào không? Đúng không ạ? Có bạn sẽ là 0, có bạn là -0.1, có bạn -0.2, có bạn -0.3, có bạn -0.4, có bạn -0.5. Đúng không? À, như vậy thì tùy vào tình hình của các bạn mà các bạn sẽ phải làm những cái phần liên quan đến nền móng này là như thế nào. Được chưa? Như vậy thì ở đây khi mà liên quan đến nền móng thì các bạn liên quan đến phần kiến trúc, tại vì trong bản vẽ kiến trúc của chúng ta nó không có ghi chú đầy đủ. Mà trong bản vẽ kiến trúc này nó không ghi chú đầy đủ. Cho nên là các bạn ghi chú giùm cô. Các bạn lấy giấy bút ra ha, ghi chú giùm cô. Bình thường mà cô in bản vẽ cô đưa cho các bạn thì cô sẽ note vào đây, mà hôm nay là chưa không in gửi file các bạn cho nên cô note. À, như vậy các bạn lấy giấy bút ra ghi giùm cô. Cái thứ nhất là nền. Ha, nền sàn thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Nền sàn đầu tiên là nền tầng trệt đi, được không ạ? Các bạn làm nền tầng trệt trước. Nền tầng trệt thì nó sẽ có kết cấu như thế nào? Cô sẽ đọc từ trên mặt xuống dưới đáy các bạn ha. Được chưa? Cô đọc từ trên mặt xuống dưới đáy nha. Như vậy trên mặt nền tầng trệt thì bao gồm đầu tiên là gạch. Lát gạch nền là 600-600. Rồi dưới lớp gạch là lớp vữa. Lớp vữa 3. Lớp vữa dày 3 cm. Dưới lớp vữa là lớp bê tông, bê tông đã 46 mát 100, dày 100. Bê tông đá 46 mát 100, dày 100. Và dưới nó là lớp cát. Lớp cát đắp nâng nền hoặc là lớp đất tự nhiên. Được chưa? Đấy, tùy theo cao độ của bạn. Nếu như các bộ bạn còn dư cao độ thì các bạn phải đắp cát nâng nền lên. Nếu như các bạn không dư cao độ mà các bạn phải đào thì lúc này nó là lớp đất tự nhiên rồi. Được chưa? Rồi, được chưa các bạn? Đó là nền ha. Tiếp theo là các sàn. Các sàn ở bên trên thì sàn chúng ta sẽ có lớp gạch 600-600 nền nhà, sàn nhà. Và dưới lớp gạch là lớp vữa. Lót. Dưới lớp gạch là lớp vữa lót. Và dưới lớp vữa là kết cấu bê tông sàn ha. Được chưa? Đó. Riêng cái sàn ban công và WC thì chúng ta lắp gạch chống trượt 300 x 300.
Sân thượng thì chúng ta lát gạch chống nấm 300 x 300. Ok, thôi để giảm hạng mục thì cô cho sân thượng với bằng giống với gạch của ban công luôn đi. Sân thượng cũng gạch chống trượt 300 x 300 luôn. Để chung một hạng mục để các bạn giảm số hạng mục các bạn xuống ha. Yeah. Vậy sân thượng là gạch 300 x 300 chống trượt giống như là ban công với VKC. Rồi, đó là lớp sàn ha. Về trần thì chúng ta sẽ đóng trần thạch cao khung nhôm chìm. Trần thì đóng trần thạch cao khung nhôm chìm và sau đó bả, bột bả và sơn. Về tường thì chúng ta sẽ xây gạch ống trát dày 1,5 cm. Tường thì chúng ta sẽ xây gạch ống trát dày 1,5 cm và sơn nước, bã và sơn. Rồi, đó là phần chung ha. Phần riêng thì nó có gì? Nó có... Các bạn ghi kịp không? Alo, các bạn ghi kịp không? Ok, kịp đúng không? Tiếp theo phần riêng thì chúng ta sẽ có là gì? Các cái bậc thang nè và các cái ngạch cửa. Được không ạ? Thì chúng ta lát đá granite. Các bạn hình dung là ở chỗ mấy cái ngạch cửa ở dưới cái cửa ấy, thì thường là người ta hay lát đá granite để phân biệt cách biệt giữa các phòng đấy ha. Tiếp theo là VKC thì chúng ta sẽ ốp gạch 300-600 cao 1,8 m. Rồi, một số cái thông tin như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần kiến trúc ha. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần kiến trúc. Giả sử như nếu như bạn nào ở cao độ, các bạn nào ở cao độ là 0,0. Nếu như bạn nào cao độ tự nhiên là 0,0, thì lúc này các bạn sẽ làm gì? Với cao độ tự nhiên 0,0 thì các bạn sẽ đi đào đất. Đúng không ạ? Đào nền nhà. Nhờ các bạn phải đào đất. Đào đến cao độ nào? Các bạn coi thử là đào đến cao độ nào đây. Các bạn tính thử nếu như cao độ 0,0 thì bây giờ phải đào nền nhà tới cao độ bao nhiêu? Đào cao độ nền nhà tới bao nhiêu đây? Đây. Bây giờ kết hoàn thiện của chúng ta là 0,0, được chưa? Có tự nhiên của chúng ta cũng bằng đúng cốt này luôn. Vậy thì bây giờ để hoàn thiện thì hồi nãy chúng ta có một lớp gạch, đúng không? Chúng ta có một lớp gạch, chúng ta có một lớp vữa. Lớp vữa bao nhiêu? Đúng không? Lớp vữa 300 và lớp gạch là gì? 200 nữa. Thường là gì? Các bạn thấy là gì? Thường tại sao cao độ kiến trúc thường nó cao hơn cao độ kết cấu là 0,5. 0,05.
ạ. Nó cao hơn cao độ kết cấu, cao độ kiến trúc luôn luôn cao hơn cao độ kết cấu là 0.35. Đây là cao độ kiến trúc 0.00 hoàn thiện. Thì cao độ kết cấu của các bạn thấy trong bảng vẽ kết cấu đúng không? Cao độ kết cấu nó luôn luôn là âm 0.05. Được chưa? Đấy. Thế thì hai cái này nó trên nhau là do cái gì? Là do cái lớp lát gạch này các bạn. Lớp gạch cộng lớp vữa là bằng 50. Được chưa? Đấy. Chúng ta có thêm một lớp bê tông xi măng. Bao nhiêu? Bê tông. Lớp bê tông hồi nãy cô cho các bạn là đá 46 mét 100, dày 100 đúng không? Như vậy lớp này dày 100 nữa. Là 150. Được chưa? Và nếu như nền đất này là gì, cao độ tự nhiên thế này và chúng ta không có đắp cát nằm nền, vậy thì cái nền của chúng ta chỉ làm bấy nhiêu việc đây. Nền ta làm bấy nhiêu việc đây thì chúng ta phải đào xuống bao nhiêu? Chúng ta đào xuống là 150. Được chưa? Như vậy với cái trường hợp này thì chúng ta sẽ phải làm gì? Đào nền nhà. Và diện tích đào, diện tích đào thì nó nằm lọt lòng ở trong nhà ha, phần móng và phần cột, phần móng và phần dầm thì chúng ta đã đào rồi. Được chưa? Như vậy các bạn sẽ tính đào nền nhà và đơn vị nó sẽ là mét vuông. Xin lỗi, đào là mét khối. Mét khối, số lượng là các bạn tính kích thước ở trong nhà của các bạn ha. Số lượng dài rộng là các bạn tính theo kích thước trong nhà, tùy theo giá trị của mình là bao nhiêu. Để mình tính chiều cao ở đây sẽ là bao nhiêu? Chiều cao đào ở đây là gì? 0.15. Được không ạ? Đấy. Và với trường hợp đào nền nhà này thì chúng ta sẽ có thể có một thêm một công tác nữa. Đó là gì? Thường là đất nền tự nhiên thì chúng ta phải đậm chặt lại thì chúng ta mới làm được. Được không ạ? Cho nên là chúng ta phải có là gì? Nếu như đất nền tự nhiên ở đây tốt thì chúng ta phải thêm một công tác nữa. Là đào nền nhà xong rồi thì chúng ta sẽ làm thêm một công tác nữa. Đó là đầm đầm nền đất tự nhiên. Yeah. Thế thì công tác đào này thì có mã hiệu ha, tại vì nó cô chưa có tra cho các bạn mã hiệu chỗ này. Công tác đào này có mã hiệu này, còn công tác đầm nền đất tự nhiên này nó không có mã hiệu đâu, các bạn sẽ dùng hạng mục tạm tính. Như vậy trong khi các bạn tra định mức của chúng ta thì sau này chúng ta sẽ xuất hiện những cái hạng mục gọi là tạm tính. Tạm tính là gì? Là nó không có trong định mức và chúng ta sẽ dùng công tác gọi là tạm tính. Thường những công tác tạm tính này nó sẽ chiếm một cái tỷ lệ rất là nhỏ trong toàn bộ dự toán của chúng ta, cho nên là người kiểm dự toán cũng như là các cái đơn vị có liên quan thì họ chấp nhận những cái công tác tạm tính này. Hiểu không ạ? Đấy. Còn những cái công tác tạm tính này mà chiếm khối lượng rất là lớn trong cái dự toán của chúng ta thì lúc đó các bạn phải đi tìm cách là gì, xoay sở lập định mức rồi xin quyết định cho phê duyệt định mức cái như thế nào đó, thì lúc đó phải trình công văn lên các cái bộ phận có liên quan để họ hướng dẫn thực hiện, chứ không thực hiện được. Còn nếu như công tác tạm tính chiếm cái khối lượng rất là nhỏ trong toàn bộ chi phí của chúng ta thì chúng ta sẽ dùng tạm tính được ha. Như vậy thì dùng đầm nền đất tự nhiên chúng ta sẽ tính là mét vuông. Và sau đó, sau này khi các bạn làm đầm nền đất tự nhiên này thì các bạn có thể cho nó là khoảng tầm mấy chục ngàn trên một mét vuông, chẳng hạn như là 20 ngàn, 25 ngàn trên một mét vuông để đầm nền đất tự nhiên chẳng hạn, như vậy. Được chưa? Rồi, đó là với trường hợp là đào nền nhà. Ủa, đào nền nhà vậy chỗ này có hệ số 1.3 không các bạn? Có hệ số 1.3 chỗ này không? Có không các bạn? Alo? Alo? Chỗ này có 1.3 không? Có không? Có à? Chúng ta đã đào dầm xung quanh hết rồi. Dầm và móng ta đào xung quanh rồi. Thực ra là khi chúng ta đào nó còn lọt lòng ở trong dầm nữa đấy. Đúng không ạ? Cho nên là chỗ này không có 1.3 đâu ha. Được không? Chỗ này chúng ta không cần 1.3. Chúng ta chỉ đào đúng cái cao độ dài rộng
rộng cao nữa là được rồi ha. Và đồng nền đất tự nhiên. Và tương tự như vậy thì gì, nếu như đất dư ra, nếu như khối lượng này đào chúng ta lớn, đất dư ra thì chúng ta có thể sẽ xuất hiện thêm một hạng mục, đó là vận chuyển đất thải đi đổ bỏ, đúng không ạ? Đấy, thì công tác vận chuyển đất thải đi đổ bỏ hôm trước ở trên này chúng ta có tra định mức chưa? Chưa. Ở đây này chúng ta đào và đắp mà chúng ta chưa vận chuyển mất thải để đổ bỏ, đúng không? À, vậy thì chúng ta có thể có thêm hạng mục này. Đó là trường hợp, đây là ba hạng mục công tác đối với trường hợp các bạn có cao độ tự nhiên là 0.00, được chưa? Ngược lại, nếu như bạn nào có cao độ tự nhiên, bạn nào có cao độ tự nhiên là 0.5, đúng không? Có bạn nào có cao độ tự nhiên là 0.5 thì lúc này công tác của chúng ta sẽ là gì? Công tác của chúng ta không phải là đào đất nữa ha, nó không đào đất nền nhà nữa, mà chúng ta sẽ có, như vậy quay lại chúng ta vẫn có cái lớp hoàn thiện của chúng ta cần có làm ở đây 150. Vậy thì dưới lớp 150 này chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đắp cát, được chưa? Như vậy chúng ta sẽ có hạng mục là đắp cát nâng nền, được chưa? Và với hạng mục đắp cát nâng nền này thì chúng ta sẽ xem là thử chúng ta tính là sao, đơn vị là mét vuông, được không ạ? Dài rộng thì chúng ta tính theo kích thước của nền nhà của chúng ta. Chúng ta tính theo kích thước của nền nhà của chúng ta. Và chiều cao đắp của chúng ta là bao nhiêu? Chiều cao đắp của chúng ta là như vậy là 500. 0.5 là 500. Trừ cho 150, như vậy còn là 350. 350 là 0.35. Đúng không ạ? Đây, như vậy chỗ này nó sẽ là 0.35. À, đấy, kích thước dài rộng thì theo nền nhà của các bạn ha, rồi theo kích thước của bạn, và chiều cao là 0.35, đó là đắp cát nâng nền. Và sau đó thì chúng ta sẽ có là gì? Các bạn lưu ý ha, khi chúng ta đắp cát nâng nền thì chúng ta chỉ tính đúng theo khối lượng mà chúng ta làm hoàn thiện thôi các bạn ha. Sau này khi các bạn chạy, các bạn tra định mức thì định mức nó sẽ tính hệ số tơi xốp của cát ở trong này rồi, đúng không? Có nghĩa là gì? Theo định mức thì để đắp được 1 mét khối cát nâng nền, mét khối cát nâng nền này thì cần tới 1,22 mét khối cát để đắp, đúng không? Cho nên các bạn đừng có nhân thêm hệ số gì vào đây nữa nha, đúng không? Chúng ta chỉ tính đúng cái khối lượng mà chúng ta cần thực hiện ở công trình mà thôi, hoàn thành khối lượng hoàn thành. Gọi là khối lượng hoàn thành ở công trình, không nhân hệ số gì ở đây ha, thấy chưa? Đấy, như vậy chúng ta sẽ có công tác của chúng ta có thể là những công tác nào? Nếu như cao độ tự nhiên cao, các bạn phải đào, đào xong thì phải đầm và vận chuyển đất đổ bỏ, thấy chưa? Nếu như cao độ tự nhiên thấp thì các bạn sẽ đắp cát nâng nền. Đó. Và sau khi đắp cát nâng nền rồi thì chúng ta sẽ làm tới công tác gì đây? À, chúng ta có cái công tác một bê tông lót nền đá 100, đá 46 mét 100, dày 100 này, đúng không? Như vậy thì chúng ta có bê tông lót nền. Đá 46, hôm bữa chúng ta có bê tông lót móng là mát bao nhiêu các bạn? Bê tông lót móng chúng ta cho mát 100 hay là mát 150? Mát 100 à? Bê tông lót móng mát 150 nè. Đây, hôm bữa chúng ta làm bê tông lót móng đá 150, mát 150. Chúng ta làm bê tông lót móng mát 150 thì hôm nay chúng ta lót nền cũng bằng vậy luôn đi. Vậy thì các bạn đổi thành là lót bê tông lót nền
4, 6, mét 150, dày 100. Và công tác này khi các bạn che mã hiệu thì nó sẽ đúng bằng công tác trên, đúng không ạ? Khi các bạn che mã hiệu nó không có bê tông lót nền đâu các bạn. Nha. Nó không có bê tông lót nền đâu, nó chỉ có bê tông lót móng thôi. Thế thì bê tông lót nền cũng lấy bê tông lót móng bỏ vào luôn. Được chưa? Đấy, nhưng mà lúc này chiều rộng móng của nó thì nó sẽ lớn, chiều rộng của cái nền là tới 6 mét đúng không? Cho nên là bê tông lót nền của chúng ta các bạn sẽ chọn mã hiệu là gì? Mã hiệu của nó tương tự như mã hiệu của cái bê tông lót móng ở trên này. Được không ạ? Nhưng mà cái móng của nó là rộng lớn hơn 250 cm vuông. Được chưa? Đấy. Rồi, như vậy bê tông lót này chúng ta sẽ tính bằng mét khối và nó sẽ bằng kích thước của cái nền nhà của chúng ta nhân với chiều dày của chúng ta là 0.1. Như vậy kích thước dài rộng này theo kích thước của các bạn ha, các bạn tính theo bạn bè của mình nha. Chẳng hạn như theo bản vẽ ở đây. Đấy, chẳng hạn như theo bản vẽ ở đây thì chúng ta sẽ có lót nền, chúng ta sẽ lót nền trong nhà và nền ngoài sân luôn ấy các bạn, nền ngoài sân cũng vậy luôn, được chưa? À, cái nền sân này thì chúng ta lát gạch, nền sân tay lát gạch luôn ha. Như vậy nền hồi nãy cô cho các bạn nền trong nhà rồi ha, nền sân các bạn cho gạch 300 giống như là của ban công của toilet luôn ha, được chưa? Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ tính khối lượng bê tông lót của chúng ta bằng toàn bộ diện tích này. Đúng không ạ? Và chúng ta trừ đi những cái chỗ móng và đà kiền ra toàn bộ diện tích này, và chúng ta trừ móng và đà kiền ra, bởi vì cái phần móng và đà kiền của chúng ta thì nó luôn luôn là gì, nó sâu xuống dưới 150, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta trừ móng và đà kiền đi, tính toàn bộ diện tích và trừ móng đà kiền đi và nhân với cao là 0.5, 0.01, đó là bê tông lót nền. Okay. Rồi, đó là hạng mục nền của chúng ta. Sau khi tới nền thì chúng ta chưa có lát gạch ngay đâu các bạn. Chúng ta quay ra chúng ta đi xây tường ha. Đó, riêng với phần nền thì chúng ta để ở chỗ này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào tường. Yeah. Tường thì chúng ta sẽ có những loại tường nào? À, ví dụ như công trình này là công trình nhà dân, nhà phố, thì các bạn có thể tra hạng mục là xây tường bằng gạch ống. À, gạch ống này thì nếu như nhà phố thì các bạn sẽ dùng gạch ống là gạch ống có nung, mà thường thì nhà phố chúng ta vẫn dùng gạch nung các bạn ha. Nhưng mà nếu như các bạn xây dựng công trình sử dụng vốn của nhà nước thì nó bắt buộc các bạn phải sử dụng gạch không nung ha. Thì nó vẫn có gạch ống không nung, đúng không? Các bạn có thể sử dụng gạch ống không nung, hoặc là những cái công trình mà lớn của nhà nước, ví dụ những công trình trụ sở văn phòng, trường học, bệnh viện thì người ta sẽ yêu cầu dùng gạch block, đúng không ạ? Gạch xi măng, gạch block kích thước to hơn, đúng không ạ? Thế thì tùy, đó là tùy trường hợp và yêu cầu của thiết kế cái gì thì chúng ta sẽ tra mã hiệu của loại đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thay xây tường. Trong cái nhà này thì chúng ta sẽ có xây tường bằng gạch chiều dày nhỏ hơn 100, nhỏ hơn bằng 100 cm và nhỏ hơn hoặc bằng 300 cm, đúng không ạ? À, alo, xin lỗi, cô có điện thoại chút xíu nha.
Alo, rồi quay lại nha các bạn. Sorry, cô có điện thoại chút. Rồi, chúng ta tiếp tục như vậy là cái tường của chúng ta. Thì chúng ta sẽ chọn mã hiệu như thế nào với cái tường? Thì chúng ta sẽ chọn mã hiệu đó là gì? Gạch của chúng ta thì tùy theo từng loại gạch như cô phân tích lúc nãy rồi. Chúng ta sẽ phân theo chiều dày của nó. Dày nhỏ hơn bằng 10cm hoặc dày nhỏ hơn bằng 30cm. Chiều cao của nó thì chúng ta sẽ dùng theo chiều cao công trình. Như vậy theo chiều cao công trình của chúng ta thì nó nhỏ hơn 28m. Đúng không? Như vậy toàn tường của chúng ta sẽ là nhỏ hơn 28m. Và tường thông thường chúng ta sẽ dùng vữa mát 75. Nếu như thiết kế không yêu cầu gì đặc biệt khác thì thường chúng ta sẽ dùng vữa mát 75. Đấy chưa? Đấy. Như vậy là chúng ta sẽ xây tường. Công tác xây thì chúng ta sẽ phân theo hạng mục. Đúng không? Nó có xây tường, xây cột, xây móng, vân vân. Đúng không? Thế thì với công trình thông thường chúng ta sẽ dùng thì chúng ta dùng là xây tường. Đấy chưa? Rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lập bản vẽ ra để chúng ta tính thử. Ví dụ như là xây tường trong trường hợp này là bằng bao nhiêu ha? Chúng ta sẽ tính một tầng thử ha. Đây, ví dụ như tầng 1. Ví dụ tầng 1, bây giờ chúng ta sẽ tính tường 10. Đúng không ạ? Chúng ta có hai loại tường, tường 10 và tường 20. Tường 20 thì nhỏ hơn hoặc bằng 30. Bây giờ chúng ta tính tường 10 trước ha. Như vậy thì trong cái tầng trệt này chúng ta sẽ có những cái tường 10 nè. Như vậy tường này là tường 10. Được chưa? Tường này là tường 20. Kho. Cái kho là tường 10. Tường 20. Đây là tường 10. Đây là tường 10. Đây là tường 10. Học gen. Cái này là tường 10. Rồi. Cái này là tường 20. Đúng không ạ? Phần này tường 20. Cái này tường 20. Và tới đây là tường 10. Rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ đi tính thử xem chúng ta sẽ có những cái hạng mục nào là tường 10. Đầu tiên chúng ta sẽ đến trục dọc ha. Trục dọc, trục C. Được chưa? Các bạn sẽ tính tương tự ra ha. Tầng trệt. Trục C. Trục dọc C. Trục dọc C thì chúng ta sẽ có tổng chiều dài của cái này là 15m. Được chưa? Chỗ này thì nó xây là gì? Cả tường 10 và tường 20. Tường 20 nằm đằng trước cái cầu thang. Bây giờ chúng ta cứ tính tường 10 hết thì lát nữa đằng trước cầu thang chúng ta tính thêm. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là gì? Phía trên cái cầu thang á, thì nó sẽ xây tường ở đây. Được không ạ? Ốp vô thêm đây để làm tường 20. Phía dưới cái cầu thang thì nó sẽ xây tường chỗ này. Được không ạ? Nó xây giữa đường để làm cái kho. Như vậy thì chúng ta có thể tính gì? Chỗ này chúng ta có thể tính một cách gần đúng thôi. Được không ạ? Xem gần đúng. Đó là gì? Là tường 10 ta tính thẳng từ đây sang đây. Và tính thẳng từ đây sang đây luôn. Đúng không? Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ tính tường 2. Hình dung được không các bạn? Alo, hình dung được không các bạn? Chúng ta sẽ tính tường 12 lần ở chỗ này. Được chưa? Cái này thì nó ốp vào luôn. Nhưng mà cũng là từ 2 lần 10 thành 20. Vậy chúng ta tính 2 lần tường 10 ở chỗ này. Vậy thì chúng ta có giờ tính một lần trước, lát nữa tính thêm đoạn chỗ cái cầu thang này xong. Vậy thì từ đây sang đây là 15. 15 chúng ta trừ cho 4 cái cột. Mà cột ở đây nó vẽ không đúng, kiến trúc nó vẽ cột 20, nhưng mà chúng ta phải qua kết cấu, chúng ta coi thử cột chỗ này bao nhiêu ha. Như vậy là chiều dài là 15 trừ cho 4 cái cột, chúng ta qua kết cấu, chúng ta coi thử cái cột tầng trệt là bao nhiêu. Kết cấu cột tầng trệt chỗ này là 30 30 20 20, đúng không? Phải không?
ra 20-20, đúng không ạ? Rồi, như vậy là cột của chúng ta 30-20, có hai cái cột 30 và hai cột 20. Vậy thì chúng ta sẽ có trục C. Cột trục C chúng ta sẽ tính ở đây, số lượng là 1, đúng không ạ? Dài là 15m, dài bằng 15 trừ cho hai cái cột 30 và hai cái cột 20 là trừ 1m ha, đúng không ạ? 2 × 0.3 nhân 2 cộng 2 × 0.3. Ủa, cái gì? Trừ. Rồi, như vậy dài, rộng, rộng là bề dày của tường, đúng không ạ? Vậy thì bề dày của tường này dày bao nhiêu các bạn? Tường này có phải dày 100 không? Alo, tường này có phải dày 100 không các bạn? Alo, các bạn còn đó không? Tường này có phải dày 100 không? Không phải 100 ha. Chúng ta hay gọi là tường 100, nhưng thực ra là khi các bạn xây gạch thì gạch của chúng ta là gì? 8 × 8 = 18 nè, 8 × 8 = 19 nè, đúng không ạ? Cho nên là tường ta chỉ dày bao nhiêu? 0.08 thôi. Đúng không? Ủa gì tới 115 dữ vậy? Được chưa? Chúng ta gọi tường 10 thôi, nhưng mà gạch của chúng ta bình thường các bạn xài gạch ống thì nó không có gạch ống 10, 10, 20 đâu ha. Hiện nay gạch ống của chúng ta chỉ có 8, 8, 19 thôi ha. Cho nên chiều dày tường chỉ là 0.08 thôi nha. Cao bao nhiêu? Cao bao nhiêu thì chúng ta lại đi coi cái chiều cao và cái dầm. Chiều cao, chiều cao một tầng là 3m4 đúng không? Bữa trước chúng ta 3m4. Rồi, chúng ta coi thử chiều cao của cái dầm bao nhiêu. Đây, chiều cao của cái dầm này bao nhiêu? Dầm này là 350, đúng không ạ? Rồi, như vậy dầm này 350, dầm này 350, vậy thì nó sẽ bằng 3m4 trừ cho 0.35. Rồi, đó là trục C của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ tính như thế nào? Đâu là bản vẽ. Như vậy chúng ta có trục C rồi, và nãy chúng ta nói chỗ cái nhà kho này thì chúng ta tính cả phần mép cầu thang này, chúng ta sẽ tính nó hai lần ha. Như vậy thì nó sẽ bằng là 4.5. 4.5 này trừ cho hai cái cột này là 300. Như vậy còn 4.2, nghe chưa? Chúng ta tính khoảng một cách gần đúng nhà kho. 1 4. Dài là 4.2 và rộng là 0.08, cao là 3 chấm bao nhiêu đây các bạn? Cái này thì nó sẽ lên tới dầm, cái phần mà ở giữa này, phần giữa này thì nó lên đụng sàn, nhưng mà thật ra là nó có mép này, nó không xây nữa, đúng không ạ? Cho nên chúng ta tính bằng dầm luôn đi. Đúng không? Có những cái chúng ta có thể tạm tính gần đúng, chi li quá chúng ta sẽ rất là cực các bạn nha. Ta tính bằng dầm luôn.
Ok, sorry. Ok, cô đi dẹp loạn một tí, quay lại quên. Rồi, như vậy nghe được rồi đúng không? Rồi, chúng ta tiếp tục ha. Như vậy thì chúng ta sẽ có là gì? Như vậy trục dọc này chúng ta tính rồi, đúng không? Chúng ta sẽ tính trục ngang này và các cái hộp gen. Được chưa? Chúng ta sẽ có các cái hộp gen này thôi, trong nhà chúng ta chỉ còn lại bấy nhiêu thôi ha. Như vậy thì chúng ta sẽ có nhà kho và hộp gen. Được chưa? Chúng ta sẽ tính thử coi. Lúc này chúng ta có thể gom hết lại, chúng ta tính một lần luôn cũng được ha. Hộp gen này chúng ta cho 300 500 đi, ở đây nó không ghi kích thước, các bạn cho kích thước này là 300 và bên này là 500. 300 500. Cái này là 300. Bên này là 500. Cái này là 200 nữa. Như vậy tổng cái này là 300 500 với lại 200 là 1.000 đúng không? Là 1 mét. Rồi hộp gen này là 1 mét ha. Bằng 1 mét cộng với bao nhiêu nữa? Bên này 300 500. 500 với đoạn này. Đoạn này là bằng cái cầu thang là bằng 900. Đúng không ạ? Đoạn này bằng cái cầu thang này bằng 900. Như vậy 900 cộng 300 500 9 8 10 7 1m7 ha. Thấy chưa? Như vậy cộng với 1m7. 0.08. Bao nhiêu đây? Được không ạ? Cái hộp gen của chúng ta thì giờ chúng ta tính dư ra một chút đi. Được chưa? Hồi nãy thì chỗ này nó đụng dầm, chỗ này nó đụng dầm nhưng cái này nó đụng sàn, cái này nó đụng sàn, thôi chúng ta tính đụng sàn cho nó dư ra một chút. Hồi nãy bên này mình tính thiếu một chút rồi đúng không? Bên này mình tính đụng sàn dư ra một chút. Đụng sàn thì cao bao nhiêu? Đụng sàn thì là lúc này 3m4 bằng 3m, 3m4 trừ cho 0.1 thôi ha, sàn về 0.1 thôi. Yeah. Rồi, như vậy là đó là trong nhà. Rào. Tường rào. Tường rào chúng ta tính thử xem bao nhiêu. Tường rào như vậy chỗ này là 2 mét. Ta cộng hết lại thì chúng ta trừ cột các bạn, 2 mét. Bên này là 8 mét, chỉ 2 mét nữa. Bên này 15 mét, bên này 3 mét, 8 mét. Bên này 1 mét 7. Được chưa? Rồi cộng hết lại đi rồi trừ cột sau, đếm cột trừ sau các bạn ha. Tường rào ghi là 1 đi. Ủa đâu? Ok, tường rào là đoạn này bỏ ha. Đoạn này tường 20 với cổng, không có tường 10. Được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ có là tường rào là bằng 2 mét cộng 8 mét cộng 2 mét cộng 15 mét cộng 3 mét cộng cho 1 mét 7. Được chưa? Được chưa? 2 mét nè, 8 mét nè, 2 mét nè, 15 mét nè, 3 mét và 1 mét 7 cái chỗ này. Được chưa? Bây giờ chúng ta trừ cột các bạn ha. Như vậy có bao nhiêu cái cột? Chúng ta trừ 1 cột, 2 cột, 3 cột, 4 cột, 5 cột, 6 cột, 7 cột. Như vậy trừ 7 cái cột. Trừ 7 nhân 0.2. Rồi. Rộng của nó vẫn là 0.08 và cao là thường cái tường rào sẽ cao 2m6 ha. Trong bản vẽ này có không? Không có, nếu không có các bạn cho 2m6 và thường nó là 2m6. Tường rào chúng ta coi thử nó cao bao nhiêu.
đây nó không có ha, tường rào này không có. Em 2m6, các bạn cho 2m6, thường tường rào là 2m6 ha. Rồi, như vậy là chúng ta hết cái chúng ta hết cái tường xây tường 10 ở tầng trệt. Đúng không? Tương tự như vậy thì các bạn sẽ tính cho các tầng trên ha. Tầng trệt, tầng à, coi thử coi là có cái nào có cái cửa không? Hình như cái WC nó có cái cửa đúng không? Chúng ta nhớ là gì? À, khi các bạn tính tường ấy, khi các bạn tính tường này thì những cái vị trí này là vị trí cửa, các bạn không được trừ hẳn cái cửa ra khi các bạn tính tường nha. Không phải là ví dụ như chỗ này à, chỗ này là 6m, các bạn trừ nguyên cái cửa 2m92 ra, rồi bạn trừ bên này cái cột, bạn trừ bên này cái cột nữa, còn lại bạn chỉ xây tường phần này thôi nha, đúng không ạ? Bạn có xây tường phần này và bạn xây tường ở trên đầu cái cửa này nữa. Cho nên khi chúng ta tính tường, ví dụ như cái tường này các bạn sẽ tính thẳng từ đây sang đây, tính hết toàn bộ, sau đó chúng ta sẽ trừ cửa sau nhé. Được chưa? Đấy, tương tự như vậy, hồi nãy cái kho này mình tính thẳng từ đây sang đây. Và mình có một cái cửa này vì bây giờ mình phải đi trừ cửa ha. Đấy, tường rào thì không có từ cửa đâu, chỉ có một cái cửa này thôi. Như vậy chúng ta sẽ trừ cửa. Trừ cửa nhà kho. Được chưa? À, nhà kho bây giờ nó không có kích thước thì chúng ta tạm cho kích thước cho nó. Đó, và nhớ lần sau chúng ta sẽ dùng để tính kích thước cửa luôn. Đó. Ví dụ như cửa nhà kho này cô cho nó là 0.7 à, một cái cửa 0.7 cao là 1.8, ví dụ như vậy. Yeah. Chẳng hạn như cái cửa nhà kho cô làm cửa nhựa 0.7 và ra 1.8 chẳng hạn như thế. Đó, thì trừ cái cửa đi thì chúng ta trừ đúng với chiều dày của cái cửa này là 0.08, trừ đúng cái tường của nó. Giờ như vậy chỗ này dấu trừ. Đó, đó là cách chúng ta tính tường. Đó ạ, tầng trệt. Tương tự như vậy các bạn sẽ tính tầng 2, tầng 3 gì đó, các bạn sẽ tính tiếp và cứ lần lượt tính từng cái như vậy ha. Tiếp theo chúng ta thử tính cái tường 20 của tầng trệt thử xem. À sao? À cái tường rào là 31.7, sao giờ là rồi cô? Ủa hồi nãy cô nói là bị rớt đoạn đó à? Không nghe đoạn đó à? Ủa mọi người có bị nghe được đoạn đó không? Hay là bị rớt mạng? Hay là cô bị rớt? Hay là bạn bị rớt? Đó, trừ cột 31.7 là chưa trừ cột, trừ cho 7 cái cột. Đúng rồi. Hả? Trừ cho 7 cái cột nè. Được không ạ? Cột tường rào thì là 20-20 thôi. Đúng không? Cho nên trừ 0.2. Ok. Nghe chưa? Chúng ta sẽ tới tường 20. Được không ạ? À không, trừ lên tô ha. Chúng ta chỉ tính trừ cửa thôi, bỏ qua chỗ trừ lên tô. À không trừ lên tô ha, đúng rồi. À, thường thì chúng ta sẽ có phần lên tô ở trong tường, đúng không ạ? Nhưng mà à, khi tính dự toán thì chúng ta bỏ qua phần đó. Đúng không ạ? Thường là không tính thêm phần lên tô. Và chúng ta tính theo kích thước cửa thôi. Đúng không ạ? Thì coi như là phần đó dư ra một chút để cho nhà thầu họ có chút dư đấy, đúng không ạ? Và cái này là tính và thống nhất và các cơ quan nhà nước họ vẫn chấp nhận. Đó, các đơn vị thẩm định phê duyệt dự toán họ chấp nhận. Đó, cho nên mình không có trừ. Yeah. Rồi, tiếp theo là tường 20. Tường 20 chúng ta sẽ xem tường 20, vậy thì tính từ từ tính thôi. Trục này chúng ta tính rồi đúng không? Tường 20 trục này còn có mỗi cái này thôi. Bắt đầu từng trục 1 ha. Trục 1. Được chưa? Trục 1 là mấy? 3m9.
trừ cho hai cái cột này bao nhiêu? Cột chỗ này là cột mấy vậy? Chục một là cột mấy? Đúng không? Chúng ta phải có bản vẽ in thì chúng ta lật ra nó nhanh. Giờ không có bản vẽ in thì chúng ta nhìn hơi khó một chút. Cột 1 đúng không? Hai cái này là cột 1. Cột 1 thì là 300, đúng rồi. Cột 1 như vậy, hai cái này mỗi bên 300. 3m9 trừ mỗi bên 300. Tầng trệt. Cột 1 là số lượng 1. Dài 3m9. 3m9 trừ mỗi bên 300 là trừ 6 trừ 2 nhân 0.3. Đó là trừ cột là dài. Rộng bây giờ bao nhiêu? Rộng bây giờ bao nhiêu đây các bạn? Viên gạch này chúng ta xây hai viên thì nó sẽ ra bao nhiêu? Đúng không ạ? À, xây tường 20 các bạn quay ngang viên gạch các bạn xây hay là các bạn xây hai viên song song nhau? Đúng không ạ? Hai viên song song nhau ha, và lớp vữa ở giữa. Như vậy là 180 đúng rồi, 0.18. Nha. Một viên gạch là 8, hai viên gạch là 16 và thêm lớp vữa ở giữa là 180, thấy chưa? Là 0.18. Ha. Rồi. Cao bao nhiêu? Cao bao nhiêu? 3m4 trừ cho cái dầm 350. Cái dầm nó 350 phải không vậy? Dầm nó như vậy, chúng ta coi thử cái dầm bao nhiêu. Cái dầm chỗ này 350 đúng rồi. Đúng không ạ? Như vậy 3m4 trừ 350 còn 3m05. Được chưa? Chúng ta tính hết nha các bạn. Cái trục này nó có cái cửa. Cái trục này nó có cái cửa. Nhưng chúng ta tính hết, sau đó lát nữa chúng ta trừ cửa sau nha. Được chưa? Bản vẽ này mà thiếu cách kích thước cửa thì các bạn ước chừng kích thước cửa các bạn bỏ vào. Đó, tạm cho các bạn ước chừng kích thước cửa bỏ vào luôn. Được chưa? À, chúng ta phải tính hết, sau đó trừ cái cửa. Chứ không được là gì, tính mét này 400, mét này 400 cộng lại 800 nhân lên là không được ha. Được chưa? Rồi tiếp theo, trục 1 rồi. Trục 1 nó có đoạn này nữa. À, đoạn này qua bên này nó có tường chỗ này nữa. Vậy chúng ta tính trục 1 và 1 phẩy đi. Chính hai cái này chung lại với nhau đi ha. 1 đến 1 phẩy đi. Chưa, trục 1 và 1 phẩy. Rồi, như vậy thì chỗ này chiều dài của nó bao nhiêu? Nãy mình tính có 3m9 thôi, còn này 2m1 nữa. À, cột của này là cột gì? Các bạn coi thử kích thước cột này dùm cô thử coi. À, như vậy là chúng ta lấy luôn 6m đi ha. 6m trừ cho 3 cái cột đi, thử đi. 6m trừ cho 3 cái cột. Được không? 6m trừ cho 3 cái cột. Thử coi cái cột này có đúng là 0.3 không? Cột này, chỗ này chắc 0.3. Không biết 0.3 chiều nào ha. Coi cột chỗ này trục A. Cột này là 200 200, cột này 200 200, vậy thì chỗ này sẽ là 2 3 trừ 0.2. chưa? Rồi tiếp theo trục, tiếp theo chúng ta xem thử trục nào nữa.
chục này rồi, chục đằng sau đi, chục 1 và chục 4. Chục 4 thì có hai cái cột này. Chục 4. 1. Không có cái cột ở giữa ha. Rồi. Tiếp theo. Trục dọc. Trục dọc chúng ta có trục A và B. Trục A và B. A và B. Trục dọc của chúng ta, chúng ta tính thẳng từ đây sang đây đi là 15 m. 15 m trừ một cái cột. Trừ hai cái cột. À chỗ này không trừ ha, tại vì cái này nó đi thẳng qua đây. Như vậy không trừ cột này nha. Một cái cột, hai cái cột. Cột này 20 nè, cột này bao nhiêu? Hai cột. Cột này 20. Hai cái cột giữa này là 30 à? Hai cột giữa này là 30. Về cột này 20, cột này 20, cột này 30, cột này 30 là trừ 4 cái cột ha. Đúng không? Các bạn lập bản vẽ cho các bạn coi kiểm thử đúng vậy không? Cột này 20 đúng không? Cột này 20, còn hai cột giữa này là 30. Như vậy là nó là bằng 15 mét. Trừ cho 2 nhân cho 0.3. Trừ cho 2 nhân 0.2. 0.18. À 0.35. 3.05. 3.05. Rồi. Còn chỗ nào nữa không? Còn chỗ này. 1m3. Cái đó gọi là cái gì nhỉ? Cột C đi. 1.3. 0.10. Chỗ này là 2.05. Cột C rào. Một. À rào thì không cần xây tường ở trên cái cửa ha, cho nên là chỗ này mình trừ thẳng cửa ra luôn. Được chưa? Chỗ này mình trừ thẳng cửa ra luôn. Như vậy 6 mét chúng ta trừ hai cái cửa, trừ ở đây mình có ba cái cột thôi ha, nãy không có hai cái cột chỗ này đâu, chỗ này nó chỉ có một cái cột thôi các bạn ha. Như vậy là trừ hai cái cửa và trừ ba cái cột. Hai cái cửa, bây giờ cửa không có kích thước à, cho cái cửa này là bao nhiêu? Này 3m9 nha, 20 đi. Như vậy chỗ này cái cửa này cho chỗ này chúng ta xây 20 đi, chỗ này xây 20 nữa. Được chưa? À, như vậy là phía bên này là 40. 400, 200, chỗ này 200, chỗ này 200 là 400. Phía bên này là còn lại là 4m1. 4m1 trừ hai cái cột. Trừ một cái cửa này cho 1m2 đi. Đúng ạ, cái cửa này cho 1m2 nữa. À, 1m4 đi. Ok, cửa này hơi to cho 1m4 đi. Rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ có bao nhiêu? Tường rào chiều dài bằng phía bên kia là 0.4 cộng cho 4m1 mà trừ cho hai cái cột là 0.4
cho cái cửa là 1.4. À, như vậy còn tường rào chúng ta phải xây là 2.7. 2.7 nhân 0.0, 0.18, 0.18. Và cao nó là 2.6. Rồi. Đủ chưa các bạn? Giờ chúng ta phải làm gì đây? Giờ mới trừ cửa nè. Cửa ha, chúng ta sẽ có cửa 4, cửa 9 mặt tiền. Coi thử coi mặt tiền đâu đây. À, chúng ta có cửa mặt tiền, một cái này, một cái này. Một cái thước cửa này bao nhiêu giờ nó không có, các bạn tạm tính thử xem nó bao nhiêu. À, được cô vẽ, cái cô mở bạn vẽ két ra cô đo thử coi. Mấy cô nó chạy file cách lâu quá. Ok. Cho thôi cho tạm cái thước cho nó đi ha. Ví dụ như là bao nhiêu? Cái này 3m4. Này 3m2 đi, 3m2 với 2m8 đi. 3m2 với 2m6 đi. Ok. Ví dụ như nó là 3m2. 2m6. Như vậy chỗ này chiều dài chúng ta trừ cũng bằng là 0.18, thấy chưa? Tương tự như vậy thì cửa phụ mặt tiền ta trừ 1. Chỗ này là 0 phết bao nhiêu? Cho là 1m4, 1m 1m4 đi. Đó ạ, 2m6 đi. Rồi. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ trừ cửa cho nó. Coi thử còn những cái cửa nào để chúng ta trừ nữa. Đây là cửa mặt tiền. Bản vẽ kiến trúc của nó ít quá ha, nhưng mà không đủ dữ liệu để chúng ta làm thì các bạn tự ước chừng kích thước vào ha. Rồi. Chỗ này chúng ta sẽ có một cái cửa sổ nè, đúng không ạ? Chỗ này là một cái cửa sổ nè. Chỗ này là một cái cửa sổ nè. À, hình như cửa này là cửa đi ra ngoài nè. Chỗ này chúng ta có cái cửa sổ nè. Chỗ này là cửa đi mà cửa trước.
được ra ngoài này, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ trừ cho một cái cửa, hai cái cửa này, hai cửa đi này và một cửa sổ này, được chưa? Thêm hai cửa đi. Hai cái cửa đi, hai cái. Hai phết, kích thước là bao nhiêu? 2.92. 2.92. Cho chiều cao của nó bằng 2 mét đi. 2 mét 2 đi. Chưa? Rồi. Như vậy cái này chúng ta cùng bỏ xuống. Cửa sổ, cửa sổ nó không cho kích thước đúng không? Cửa sổ chỗ này cho 1m4 đi. 1m4, 1m3, 1m2 và 1m2 thôi. Cửa sổ trừ 1. Chiều ngang là 1m2, chiều cao là 1m6 đi chẳng hạn như vậy. Một mét sáu chính là 2m4, 2m4 thường các cái kích thước này nó sẽ đẹp nha. Rồi ok, như vậy là chúng ta sẽ có đấy, các bạn tính tường thì các bạn sẽ tính như thế này, tính toàn bộ tường sau đó trừ cửa đi. Được chưa các bạn? Được không? Và tương tự như vậy thì các cái từng phần này thì chúng ta copy lệnh xuống, chúng ta dán vào, chúng ta để được khối lượng của chúng ta ha. Sẽ có các phức tạp khác thì chúng ta sẽ xây gì? Chúng ta xây bộ phận kết cấu phức tạp khác. Ở đây chúng ta sẽ ghi là xây xây bờ an bằng gạch thẻ, đúng không ạ? Đó, các bạn đổ lại cho nó dễ đọc, dễ nhìn, nếu mà nhiều chữ quá cũng rối mắt. Và này chúng ta sẽ tính bậc thang, được chưa? Bậc thang thì chúng ta sẽ tính theo đơn vị là mét khối ha, xây chúng ta tính đơn vị là mét khối các bạn ha. Như vậy thì cái bậc thang của chúng ta thì chúng ta sẽ có nó dạng như thế này, nó xém như thế này đúng không? Và các bạn tính từng bậc thì chúng ta tính diện tích mặt cắt và nhân cái chiều dài của bậc. Diện tích mặt cắt bằng hai cạnh bậc thang này nhân với nhau và các bạn nhân với chiều dài của bậc thang thì ra là khối lượng xây bậc của chúng ta. Được chưa? Đấy, các bạn tính cái này, kích thước này có rồi. Đó. Và chiều rộng của một cái bậc thang hồi nãy có thấy trên hình đó là 9 đúng không? Đấy, chúng ta có trước này thì chúng ta sẽ tính ra xây bậc thang của ta. Giờ như vậy các bạn tính xây bậc thang, đơn vị cũng bằng mét khối luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ tính trát cột dầm trần. Như vậy thì đúng ra theo định mức các bạn. Đúng ra theo định mức thì chát tường riêng, cột dầm riêng, đúng không ạ? Cột riêng, dầm riêng. Nhưng mà tính như vậy thì nó rất là chi li, cho nên là chúng ta có thể tính một cách tổng quát ở đây luôn là gì? Toàn bộ cái mặt ngoài là chúng ta chát, là chúng ta chát một lần luôn, đúng không? Chát cả tường, cả cột, cả dầm mặt ngoài của chúng ta chát hết. Cho nên là chúng ta có thể tính một cách là gộp chung lại là chát cột dầm trần ở ngoài nhà luôn. Đó, vậy thì các bạn tính phủ từ trên xuống dưới toàn bộ kích thước ngoài nhà và trừ cho cửa thôi. Đó, thì ra diện tích chát ngoài nhà.
Đây, như vậy thì chúng ta tính thẳng từ trên xuống dưới luôn. Đó. Chúng ta tính thẳng từ trên xuống dưới lần luôn. Ví dụ như mặt trước chúng ta tới đây. Mặt trước chúng ta tới đây. À, cái chỗ này sân thượng này không có leo ra sân thượng này, cái mái này nó không leo ra sân thượng này. Cái mái này nó không leo ra sân thượng này thì cái mái chỗ này chúng ta không cần lát gạch cũng được. Chúng ta láng vữa thôi là được rồi. Đó, nãy cô không có để ý cái chỗ sân thượng này. Như vậy là chúng ta sẽ tính gì? Từ đây xuống đây, toàn bộ chiều cao của chúng ta. Đúng không ạ? Toàn bộ chiều cao mặt ngoài của chúng ta, từ đây xuống đây. Lát nữa chúng ta sẽ trừ cửa. Tương tự như vậy, ở đây, từ đây xuống đây chúng ta kéo thẳng xuống luôn. Toàn bộ phần ngoài nhà. Đó ạ. Đây là toàn bộ phần ngoài nhà, tường. Như vậy các bạn tính tường. Và tường hai mặt, hai bên thì bằng toàn bộ diện tích này. Toàn bộ diện tích này luôn là hai bên tường, hai bên đấy. Và tường hai bên thì chúng ta không có cửa rồi ha, chỉ trừ cửa mặt trước và trừ cửa mặt sau thôi đấy. Vậy thì chúng ta có thể tính thử trong trường hợp này, chúng ta tính trát, diện tích trát thử xem. Chiều cao lên đến đây là bao nhiêu? Chiều cao lên đến đây là dương 10.2. Dương 10.2, chúng ta tính thử coi. Như vậy chúng ta sẽ có chục một, một phẩy ha. Một chỗ này là một phẩy ha. Chục một, một phẩy. Chúng ta có một. Chiều cao của nó là bao nhiêu? Mười. Cái cao bên kia dài bao nhiêu? Dài là 6 mét. Đúng không ạ? Toàn bộ chiều dài của nó là 6 mét. Rộng. À, chúng ta đang tính mét vuông. Như vậy tính hai kích thước thôi ha. Dài 6 mét và cao là 10.2. Nhưng mà hồi nãy mình thấy chỗ cái tường này, chỗ cái tường này nó cao lên một tí nè, đúng không ạ? Chỗ tường này nó cao lên một tí, khoảng 300 nữa, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta cộng thêm 300 ở chỗ này, 0.3. Yeah. Rồi, đó là chục một, một phẩy. Tiếp theo, chục mấy? Chục bốn. Chục bốn. Dài 6 mét. Cao là 10.2. Yeah. Tiếp theo, chục A và B và chục C. Đó. Rồi chục AB và chục AB và chục AB, A và B, phải chục C, chúng ta tính nó giống nhau luôn cũng được. Rồi, đoạn bên dưới của chúng ta có hai cái. Phần bên dưới của nó là gì? Phần bên dưới của nó thì từ đây trở xuống, đúng không ạ? Trở xuống, vậy chúng ta tính tới cao độ bao nhiêu? À, hồi nãy là chúng ta làm cái dầm là
âm 0 chấm a. Ta tính tới cao độ ở ngoài sân là bao nhiêu? 0.00. À, như vậy cao độ của cái tầng này là nó thấp hơn một chút nữa ha. Như vậy chỗ này là cộng thêm bao nhiêu? 500. Chỗ này là 300 các bạn ha. 550 là tới đây, còn đây là 300. Như vậy đoạn này chúng ta cộng thêm 300 phần dưới này nữa nè. Được chưa? Này cộng thêm 300 phần dưới nữa. 300 hồi nãy là phần trên rồi, còn 300 phần dưới. Được chưa? Rồi, mặt ngang của nó thì chúng ta sẽ có cái gì? Mặt ngang của nó là 15 mét. Đó, 15 mét nhân cho 10.2. 15 mét nhân cho 10.2. Và thêm cái đoạn nhỏ này. Và thêm cái đoạn nhỏ đó là bao nhiêu? 2. 0.3. À, 0.3 bên này. Cái đoạn nhỏ này thì nó là bao nhiêu? 5 mét. Đó, bậc cấp chỗ đây. Bậc cấp chỗ đây 5 mét. 5 mét. Tới chỗ này, chúng ta cho chỗ này là 4 mét. 4 mét rưỡi đi ha. Đó mà. Như vậy ta tính chỗ đó là 4 mét rưỡi, chiều dài của nó là 4 mét rưỡi. Rồi. Đấy, còn hai cái phần ở trên mái nữa. Đúng không ạ? Hai cái phần diện tích ở trên mái này nữa. Diện tích trên mái này thì chúng ta sẽ có là gì? Toàn bộ diện tích từ đây sang đây, lên đây, qua đây. Đó, và phần này. Được chưa? Thế thì chúng ta tính diện tích cho nó thử xem như thế nào. Cái này chúng ta cho nó 300. Cái này bao nhiêu? Chúng ta xây tường tới đây thôi ha. Cái mái nó tới đây. Cái này cho là 14. Chỗ này chiều cao cái này là bao nhiêu? Chiều cao cái này là 300. Chiều cao cái này là 14m4, 14m6. Ở chỗ này là 14m6, 14m6 trừ 10m2 là 4m4. Đúng không ạ? Như vậy chỗ này 200, chỗ này 4m4. Các bạn nhân vô thử bao nhiêu? 300 0.3 cộng 4 0.3 cộng 4.4 bằng 4.7 chia 2 bằng 2.35. Được chưa? Như vậy là chúng ta sẽ được chiều cao trung bình của cái phần mái lớn này là 2.35. Chiều dài của cái mái này là từ đây tới đây là bao nhiêu vậy? Có kích thước không? Không có kích thước à? Ở cái mặt bằng thì có kích thước không? Chúng ta qua phần kết cấu, chúng ta coi mấy cái dầm thì nó có kích thước không? Dầm mái nè. 58 13 mái. Đây. Được không ạ? Cái dầm mái nằm đây, kích thước nó bao nhiêu? Không có kích thước luôn. Không có kích thước thì chúng ta lấy này chúng ta chia 2 đi. Được không ạ? Ta lấy này chúng ta chia 2. Chia 2 thì chỗ này sẽ bằng là 4m5 chia 2 5m cộng 4m2 đi. Được không ạ?
này 5m cộng với 4m2. Được chưa? Ôi xin lỗi, 2m2 chứ, 4m5 chứ ai? 5m cộng 2m2. 5m cộng 2m2. Từ đây đến đây là 5m cộng 2m2. Cộng 2m2 và cộng cho 1m2 ở ngoài này nữa. Đúng không ạ? 5m, 2m2 là 7m2. 7m2 cộng 1m2 là 8m4. Được chưa? Như vậy chiều dài của nó là 8m4, chiều cao của nó là 2m35. Như vậy chiều dài là 8m4. Trừ cho chiều cao là 2m35. 2m35. À, chỗ này chúng ta coi thử là có cột không? Nếu trừ cột dài, tổng chiều dài này chúng ta trừ ra mấy cái cột? À, một cái cột, hai cái cột, ba cái cột, đúng không? Như vậy chúng ta trừ ra ba cái cột là 0 chấm bằng trừ cho 0.2 nhân 3. Yeah. Đấy. À, đó là hai cái máy to, còn cái máy nhỏ, đúng không ạ? Cái máy nhỏ, cái máy nhỏ chỗ này là mấy máy đây các bạn? Các bạn nhìn cái bảng vẽ này, các bạn biết cái máy nhỏ chỗ này mấy máy không? Cái máy nhỏ này nó sẽ nằm ở những chỗ nào các bạn? Cái máy nhỏ này nó sẽ nằm ở cái máy nhỏ này nó nằm chỗ này nè, cái tường của cái máy nhỏ hay gọi là tường của máy nhỏ, chỗ này nó có một nè, chỗ này có một và chỗ này có một nữa ha. Như vậy có ba cái máy tường của cái máy nhỏ là, chứ không phải là hai nha, đúng không ạ? Tường máy nhỏ chỗ này, tường máy nhỏ chỗ này và tường máy nhỏ chỗ này, chúng ta có ba cái tường của máy nhỏ là. Vậy thì chúng ta sẽ có ba cái tường của máy nhỏ chứ không phải là hai. Và cái máy nhỏ này bao nhiêu? Rồi, ba cái máy nhỏ, mỗi một cái máy nhỏ thì kích thước của nó bao nhiêu, kích thước cái tường chỗ đó bao nhiêu, đúng không ạ? Đáng lý ra là các bạn có làm cái tường rồi thì bây giờ bạn lấy kích thước xuống nó sẽ nhanh hơn, đúng không? Nhưng mà tại vì hồi nãy mình không có tính tường nên giờ tính chát, thử tính một cái thì nó hơi bị gì. Đáng lý ra các bạn làm tường ở trên này rồi nè, rồi lát nữa bạn lấy kích thước xuống nó sẽ nhanh hơn. Đó. À, rồi, như vậy chỗ này là dài là bao nhiêu? Ừ, bạn vẽ đây, đúng không? Chỗ này là 4m2, hồi nãy chúng ta tính đúng không? Bên này 4m2 rồi, bên này 4m2. Như vậy 4m2, chiều cao của nó bao nhiêu? Chiều cao chỗ này là 2m2. Chiều cao là 2m2. Chiều cao là 2m2. Cao là 2m2. 2m2 trên này, còn ở dưới này không có, đúng không ạ? Cô cho nó là bằng 1m1 đi, một nửa đi, đúng không ạ? Như vậy dài nó là 2m2, còn cao thì bằng 2m02 cộng với 1m đi, chia 2 là 1m5 đi, đúng không ạ? Như vậy chiều này là 2m2 các bạn ha. Chiều này thì chiều này chúng ta tính trung bình của hai cái này. Cái này 2m02, cái này cô cho 1m nữa đi. 2m cộng 1m chia 2 thì bằng là 1m5. Đúng không? Như vậy 2m2 nhân 1m5 là ra cái tường này. Dài là 2m2. Cao là 1m5. Yeah. Như vậy chúng ta tính tới đây thì chúng ta lại thấy là hồi nãy mình tính cái tường này thì nó tới đây, nhưng mà còn cái tường này nữa, đúng không? Còn cái tường này cũng là tường ngoài nhà. Như vậy tường ngoài nhà ở trục 3, chúng ta tính chỗ này 1m ha. Ngoài nhà chỗ này trục 3. Trục 4, trục 3. Trục 3. Đúng không ạ? 1. Yeah. Chiều dài của nó là 6m, chiều cao của nó là 1m. Được chưa?
Đấy. Yeah, đó là chúng ta tính tổng cái tường ngoài rồi. Bây giờ chúng ta trừ cửa. Yeah. Đấy, thì hồi nãy các bạn tính tường ở trên này nè, có cửa rồi. Bây giờ các bạn cứ copy các cái cửa ngoài nhà. Các cửa ngoài nhà các bạn bỏ xuống thì chúng ta sẽ ra diện tích ngoài nhà. Được chưa? Đấy. À, đấy là cái cách tính diện tích tường, các tường cột ngoài nhà. Tiếp theo chúng ta sẽ tính trong nhà. Alo, có cần giải lao không? Nãy giờ nghe có hiểu gì không mà sao im ru hết trơn vậy? Theo kịp không các bạn? Alo. Hola. Đâu hết rồi? Giải lao cô ơi. Ok, giải lao. Nhưng mà hỏi lại là nãy giờ có theo kịp không vậy? Ok, rồi kịp là tốt rồi. May quá, đâu cô không biết các bạn ngồi. Như nào, ok, vậy ta giải lao đi ha. Giải lao một lát chúng ta tới tường trong nhà nha. Biết là gì? 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 Biết là gì?